Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì khi nãy thì em có quay cái video test tải cái chiếc củ phát điện Nhật 5kVA. Thì chiếc củ này thì trước khi test tải thì em đã có clip giới thiệu chi tiết rồi. Thì khi nãy thì em có lên clip test tải cái chiếc củ phát điện này, nhưng mà sau đó thì do là cái điện thoại của em nó hết pin, nó sắp sập nguồn, nên là thế là em phải quyết kết thúc cái video nó sớm hơn. Đấy, đáng nhẽ ra này em phải quay và giới thiệu chi tiết lại một lần nữa cái chiếc củ phát điện Nhật này. Thì nói lại luôn cho quý khách hàng là chiếc củ phát điện này là dòng củ phát điện bên em cắt ở máy dầu ra. Đấy, cái dàn máy Kubota R150 đấy. Thì cách đây vài hôm thì hoặc là em không nhớ rõ, thì khoảng 2-3 tuần thì đó em có về một dàn Kubota. Đấy, nhưng mà em đã bán cái động cơ rồi, còn lại cái củ phát điện này. Thì củ này là bao zin luôn nha, bao chất luôn. Cái mặt bích này thì nó là cái nhà máy ở bên kia nó lắp hàn liền trục luôn. Đấy, chứ bên em không có chế được. Mà cái củ này thì về nó sẵn như này rồi, cái mặt bích nó liền. Đây, quý khách hàng có thể thấy cái chân để chỉnh nhá. Chỉnh, nó có cái ốc vặn ở giá, nó chỉnh để chỉnh. Đây, cái bu linh này chắc em nghĩ nó phải tầm 15 trở lên, 15-16. Tại vì nó gấp đôi. Gấp đôi cái bu ly này của bên động cơ nhà em có 13 ngựa, mà em cái bu ly này chỉ có 10, con này 15 16 tìm hai vòng con này mới được một vòng, hơn một vòng con này. Đấy. Nên là lúc nãy là tua máy nó cao và nó gằn máy. Đấy. Nhưng em cũng đã cố gắng để thực hiện cái video test tải trọn vẹn nhất gửi đến tất cả quý khách hàng. Đây, quý khách hàng có thể thấy tem Sawa Fuji. Đấy. Made in Japan. Chiếc củ này là củ Nhật. Đấy. Em cắt ở máy Kubota ra. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Đây, tem động cơ đây. Chiếc này thì em đã vệ sinh rồi. Đấy. Đã kiểm tra đo lại mọi thông số rồi. Đấy. Em có đấu hai cái đường dây điện ra đây. Em có kẹp cái đồng hồ, khi nãy em kẹp cái đồng hồ nha. Đấy, để em theo dõi cái điện áp của nó. Đấy, hai cái dây này thì chịu tải ok luôn. Đấy, em có đấu sẵn ra đây luôn. Thì như khi nãy em đã giới thiệu với quý khách hàng rồi ấy, là em thực hiện test tải một chiếc ấm siêu tốc 1500 này. Chiếc ấm nó 2002 này quý khách hàng. Đấy, nó rơi ở khoảng 3700 nhá. Đấy, 3700. Với một chiếc máy mài Makita 840W thì nó rơi ở khoảng 4,5 kg gì đấy. Đấy. 4500W. Đấy. Đấy, đồng hồ thì em có kẹp đồng hồ đo điện áp. Đấy, đàng hoàng. Đấy. Thì chiếc củ phát điện này thì em sẽ bàn giao cho một anh khách, anh đặt hàng bên em. Thì em muốn thực hiện cái video test tải cũng như là quay lại chi tiết để giới thiệu đến tất cả quý khách hàng, cũng như là em xin gửi đến anh khách đã đặt cái chiếc củ này của nhà em nha. Đấy, củ Kubota cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng này là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy. Tức là họ sản xuất tại thị trường Nhật và xuất đi tất cả các thị trường giống như Elecmax đấy ạ. Đấy, Kubota nó là nhập cả dàn luôn nha quý khách hàng. Đấy. Thì em bán động cơ còn củ phát. Thì em lên clip cái thì anh ấy đã chốt. Thì hôm nay em thực hiện cái video là test tải. Thì trước khi bàn giao cho quý khách hàng, đấy. Em test tải thì nó rơi khoảng 4500. Đấy. 4,5 kg. Đấy. Tại vì cái chiếc động cơ này của nhà em là em đã phải lên hết tua. Đấy, tức là tua con này 3000 rồi, nhưng mà con này nó phải lên đến tận 4000 thì chắc nó mới đủ được vòng tua cho con này. Đấy, tại vì buli dòng này nó quá nhỏ. Đấy. Cái này 10, con này phải 15 16 gì đấy. Đấy, tức là một hai vòng con này mới được hơn một vòng con này. Đấy, nó không đủ tua nổi. Đấy. Nên là em cũng muốn là quay và giới thiệu lại gửi đến tất cả quý khách hàng. Đấy, động cơ này của nhà em là 13 ngựa. Đấy. Kubota cực kỳ là chất luôn. Hàng này thì bao xài bao bền cho quý khách hàng nhá. Bảo hành và hỗ trợ trong quá trình sử dụng luôn, bao zin, bao đẹp. AV thì bên em cũng đã ký tên nằm ở bên trong này rồi. Đấy, em đã ký tên nằm bên trong này rồi. Quý khách hàng có thể về đây, em có để luôn hai đường dây điện này ra như này luôn. Đấy, về cứ này là cắm xài, hoặc là em sẽ tặng kèm theo một cái mặt táp lô. Cái mặt táp lô đấy thì hôm qua em quay rồi. Đấy, mặt táp lô zin theo máy thì em tặng luôn. Đấy, tặng kèm theo luôn nha. Còn đây là một chiếc máy hàn cơ Hồng Ký 250A dây đồng nha. Bên em đã test tải, kiểm tra mọi cái ok. Đấy, em đóng gói và bàn giao cho một anh khách.
Đấy, đầu năm thôi chốt cho anh để anh lấy lộc may mắn nha. Đấy, chứ còn trước này thì em không có lời luôn, tại vì vận chuyển đi rất xa. Đấy, nhưng mà thôi anh ấy thiện chí quá thì thôi em gian lộc cho anh. Thôi mở hàng đầu năm thì kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Đấy, cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ bên em nha. Bên em rất là biết ơn quý khách hàng. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật video mới nhất của bên em. Đấy, đây là những chiếc củ phát điện. Bên em đều có video hình ảnh thực tế quay để gửi quý khách hàng trước khi bàn giao nha. Đấy, rồi em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.